Rồi, hôm nay mình sẽ sửa để ôn thi học phần 1 hóa của lớp 8. Được chưa? Bây giờ mình sẽ sửa nha. Khi thổi hơi thở vào ống nghiệm định dung dịch canxi hydroxit. Canxi hydroxit là gì mình đâu biết không? Canxi là Ca. Hydroxit là nhóm OH. Như vậy Ca này quá trị 2, OH này quá trị 1 nên là CaOH hai lần. Được chưa? Anh này quá trị 2, anh này quá trị 1, dục chéo xuống. Được chưa? Còn gọi là nước vô trong. Thổi hơi thở. Hơi thở của mình là khí CO2 ấy mới đó. Khí carbonic á. Mà khí carbonic là khí CO2. Như vậy mình sẽ cho khí CO2 này tác dụng với lại CaOH hai lần. Được chưa? Thì hiện tượng gì sẽ ra? Có nghĩa là nước vôi trong vẫn đục. Hiện tượng là nước vôi trong vẫn đục. Được chưa? Rồi bây giờ viết phương trình cho mấy đứa coi nha. Gọi là CO2. Phương trình này. Phương trình của bài số 1 viết đâu ta? Đây. Vậy phương trình của bài số 1 là à, viết đây đi. Phương trình là CO2 cộng CoH2 này. Cái này là canxi hydroxit. CO tạo ra Ca, CO2 này sẽ là lấy một oxy ở đây nha mấy đứa. Sẽ tạo ra là Ca, CO2 thêm một oxy ở đây là CO3. Cộng ở đây còn OH này, mà OH chính là H2O. Đúng không? Ở đây 2O 2H mà lấy một O qua bên đây rồi, vậy còn H2O. Rồi. Anh này là canxi, cái chất này đọc là canxi, gốc CO3 là đọc là carbonate ha, canxi carbonate. Canxi này quá trị 2, nhóm CO3 cũng quá trị 2, 22 mất. Đấy. Rồi ok. Rồi bài số 2. Thì bây giờ mấy đứa đọc nè, một đọc quá trị nha, 1 5. 5 là natri à, quá trị 1. Cũng là clo. Không. Không là kali. Nên là quá trình 1. Học là hiro. Bài bài bạc á, là AG. Ở là nhóm OH. Nhà là gốc N3. Quá trình 2 nè. 2 mẹ. Mẹ là magie. Nhôm. Nhôm này thì một cái quá trình riêng mình cần phải nhớ. Nhôm là quá trình 3. Sắt quá trình 3. Nhôm quá trình 3. BO4 quá trình 3. Nhớ ha. Như vậy là ngược lại, như vậy nhôm là 3, kali là 1, natri là 1, 2 là 3 1 1 2. 3 1 1 2 câu C. Đó, đọc thơ văn của mình ra là mình làm được. Rồi, natri là chữ Na. Nhóm nitrat, nitrat là gốc NO3. Được chưa? Natri là quá trình 1. 1 5, 5 là quá trình 1. NO3 là nhà đó, nhà thì cũng quá trình 1 luôn. Như vậy dục chéo xuống đây. Dục chéo qua bên đây. Như vậy Na 1 NO3 1 thì mình sẽ viết cho nó đẹp lại. Số 1 thì không cần ghi. Như vậy mình sẽ ghi là NaNOO3. Như vậy là xong. Mình chọn được đáp án là câu A. Được chưa? Tiếp tục nè. Câu 4 nè. Cho axit clohydric vào vỏ trứng, thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohydric đã tác dụng với canxi carbonate. Axit axit là phải có chữ hiro đứng đầu. Clohydric là chữ clo, clo hả? Là CL. Như vậy ghép lại cái chất này là axit clohydric ấy, là cái chất này là HCl. Đã tác dụng với canxi carbonat. Canxi là Ca. Carbonat là CO3. Canxi cloro tạo ra. Canxi cloro, canxi là Ca. Clo là Cl, cloro là CaCl2. Rồi khí carbon dioxide. Carbon dioxide là gì?
Carbon là C, dioxide là CO2. Khí carbon dioxide là CO2. Carbon đi là 2, oxit là O, carbon dioxide là CO2. Mấy đứa học đi trimono thì cuối hình như cuối học kỳ mới được học đó. Nhưng mà nếu học tôi thì ở học kỳ 1 đã học cái đó rồi ha. Đã đọc, biết đọc tên rồi. Rồi. Và nước, và nước, nước là gì? Nước là H2O. Đó. Như vậy mình nước đọc nè. Như vậy thì dấu hiệu phản ứng xảy ra là gì? Phản ứng xảy ra là axit clohydric là HCl tác dụng với canxi carbonat là ngay cái vị trí này nè mấy đứa, tạo ra canxi lauro carbon dioxide và nước câu C nha, đem ở trên xuống thôi. Được chưa? Tiếp nè. Câu 5, khẳng định hay ý, trong một phản ứng hóa học chỉ phân tử biến đổi các nguyên tử, chỉ phân tử biến đổi, phân tử thì thay đổi ha, nguyên tử thì giữ nguyên, nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng được bảo toàn. Ý thứ nhất là trong một phản ứng hóa học chỉ có phân tử biến đổi, còn các nguyên tử giữ nguyên. Đây là ý thứ nhất nè, dẫn đến nè, nên tổng khối lượng các chất bảo toàn. Thì cái này nó phải có sự hỗ trợ lẫn nhau, có nghĩa là nhờ anh này phân tử này thay đổi, biến đổi là thay đổi á, và nguyên tử giữ nguyên thì dẫn đến tổng khối lượng của các chất được bảo toàn. Như vậy câu nào đúng đây? Cả hai ý đều đúng nha, cả hai ý này đều đúng, và nó có sự gì? Hỗ trợ lẫn nhau, đúng không? Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2. Rồi, câu D. Tại vì hai ý này đều đúng, ý 2 là nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn. Tại sao tổng khối lượng các chất được bảo toàn? Tại vì ý thứ nhất là tại vì phân tử biến đổi, còn nguyên tử giữ nguyên. Đấy. Câu 6. Hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố oxy là XO. Hợp chất của nguyên tố Y với hydro là Xy3. Công thức hóa học của Xy. Như vậy nhiệm vụ mình đi tìm nguyên tử khối của X rồi đi tìm nguyên tử khối của Y. Được chưa? Rồi bây giờ ta đi tìm nha. Xo nè. Bây giờ ta sẽ viết nha. Xo. Oxy là quá trị 2. Rất là thuộc nha. Như vậy, tự nhiên nó còn XO thì X này cũng phải quá trị 2. Tại vì 22 này nó đơn giản. Nó còn 11 thì nó dục chéo chỉ số dưới chân anh này là 1, anh này là 1 thì nó mới ra được XO. Hiểu chưa? Nên dẫn đến X này mang giá trị là 2. Bây giờ YH3 đúng không? YH3 H3 mấy đứa dùng chéo lên. Hero này quá trị 1 nè. Thì nó dục chéo chỉ số dưới chân này là 1. Anh này dục chéo lên là 3. Được chưa? Nè dục xuống là 3, dục xuống là 1. Rồi chưa? Như vậy Y này mang quá trị là 3. Như vậy ráp X với Y thì quá trị liên kết như thế nào? X với Y. Như vậy X là quá trị mấy? X là quá trị 2. Y là quá trị 3. Dục xuống ra. Vậy là X3, Y mấy? Y2. Như vậy là xong. Rồi, chọn đáp án. Câu C. Rồi, câu 7. Hợp chất của nguyên tố R hợp chất của nguyên tố R với nguyên tố oxy có dạng là RO. Công thức hóa học của nguyên tố R đối với nhóm phốt phát là bao nhiêu? Như vậy RO này nó không ghi chỉ số dưới chân, nó không ghi chỉ số dưới chân là ám chỉ cái gì mày đứa biết không? R với O nó không ghi chỉ số dưới chân,
Nè, thì ám chỉ là oxy này là quá trị 2. R này cũng là quá trị 2. Để 2 chia 2 nó bằng 1. Thì nó dục chỉ số dưới chân anh này mới là 1. Anh bên đây cũng là gì? Là 1. Bên đây là 1 nè. Anh đây là 1 nè, dục chỉ số riêng R1 O1. Đúng chưa? Như vậy ám chỉ cho mình biết nó ghi RO thôi, nhưng mà nó sẽ cho mình biết là R đang mang quá trị là 2. BO4 là quá trị mấy? Quá trị 3, mình đã học rồi. Đúng không? Nhôm quá trị 3, sắt quá trị 3, BO4 quá trị 3. Đấy. Như vậy thì BO4 là quá trị 3, R quá trị 2. Thì bây giờ mình sẽ viết như thế này nha. R và góc BO4. Đúng chưa? R này thì quá trị 2. BO4 này thì quá trị 3. Dục chéo chỉ số dưới trên. R3, BO4 hai lần. Phải đóng ngoặc đàng hoàng như đó. Vậy mới được chọn được đáp án. R3, BO4 hai lần là câu D. Được chưa? Tiếp tục câu 8. Cho phương trình tỷ lệ phân tử các chất ha. Phân tử là gì? Phân tử là những anh có chỉ số dưới chân hoặc là một hợp chất thì gọi là phân tử. Nguyên tử là một anh đứng nguyên vẹn, ví dụ hiđro H2. Ví dụ anh này nè. Anh này gọi là phân tử ha. NaCl cũng là một phân tử. Tại vì nó là một hợp chất là phân tử. Nhưng mà natri nó đứng như thế này, đây là một nguyên tử. Nguyên tử là nguyên vẹn. Nếu phải phân biệt được anh nào là phân tử, anh nào là nguyên tử. Rồi bây giờ nè, nó nói tỷ số phân tử là bài này nó đã đi cân bằng cho mấy đứa rồi. Cân bằng thì mấy đứa đã xem, nếu mà ai mà xem cái clip của tôi ấy, thì sẽ hiểu cái cách cân bằng là cân bằng gì: kim loại, phi kim, oxy và anh sau cùng là hydro và anh sau cùng là oxy. Đó. Thì bây giờ cân bằng nè, ví dụ bây giờ tôi chỉ mấy đứa cách cân bằng ha. HCl cộng NaHeO đi. Na này, H này đầu với đầu thì không thể ghép với nhau được ha. Đầu sẽ ghép với cuối. NaCl. Đầu này sẽ ghép với cuối của này. Dạ, H2O. HO là H2O nha. Không có vụ mà O mình học quen rồi. Rồi cân bằng nè, kim loại trước nè. Mấy na? 2 na mà bên đây có 1 natri thôi, để đây số 2 thì thành 2 natri. Bên đây 2 natri bằng kim loại. Rồi đến phi kim. Phi kim là clo. Ở bên đây có 1 clo. Bên đây cũng có. Bên đây mấy clo đây? 2 clo. Mà bên đây có 1, để 2 vô. Thì lúc bây giờ này mới 2 clo. Anh này cũng 2 clo bằng 2 natri. Anh này cũng 2 natri bằng. Rồi đến hiđro nè. Ở đây 2 hiđro. Ở bên đây H2 là cũng là 2 hiđro. Bây giờ đến oxy nè. Ở đây 1 oxy. Bên đây cũng 1 oxy bằng. Đấy, cân bằng vậy thôi. Như vậy tỷ lệ nè, ở đây là số 1 nha mấy đứa, người ta không ghi thì mấy đứa phải hiểu. Như vậy tỷ lệ là 2, 2.1, 2.2, 2.1. Có nghĩa là tỷ lệ của HCl, NaHeO, NaCl, H2O bằng 2, 1, 2, 1. Tìm đi, 2, 1, 2, 1. Là ghi những cái hệ số đứng trước đây thôi, chứ có gì đâu có, đúng không? Nè, ok nhé. Rồi câu 9 nè. K với hiđro nha, K với hiđro. Nguyên tử K, nguyên tử là nguyên vẹn nè. Hiđro là nó có chỉ số 2 dưới chân là phân tử nha. Đấy, như vậy thì mấy đứa chỉ nhìn cái hệ số theo K và hệ số theo hiđro thôi. Theo hiđro nó không có, nghĩa là 1. Như vậy, hệ số tỷ lệ của nó là gì? 2 1. Nó, người ta yêu cầu là kali với lại hiđro thôi nha mấy đứa. Thì mấy đứa nhìn nè, kali với anh hiđro là 2 1. Chọn B. Dạ. Tiếp câu 10. Viết phương trình nè. Đầu thì sẽ ghép với anh cuối. Nhớ. CO sẽ ghép với gốc N3. CO này quá trị 2. Đúng không? Gốc N3 là nhà nè, quá trị 1.
dục chéo dưới đây CO1N3 hay nè. Rồi còn anh cuối nè, clo cuối sẽ ghép với đầu đúng không? Như vậy AgCl, như vậy cái sản phẩm này phải là AgCl. Ag quá trình 1 mình phải hiểu nha, clo quá trình 1 ở đây tôi giảng tôi ghi vô, còn mấy đứa không cần ghi, mấy đứa chỉ ghi cái chất là AgCl thôi, rõ chưa? Đấy, dục chéo với chung vậy Ag1Cl1 khỏi ghi. Rồi bây giờ cân bằng nè, CuCu bằng kim loại trước nha, Cu bên đây có Cu, bên đây có Cu bằng ở bên đây mấy cái gốc N3 này, hai cái gốc N3 đúng không? Bên đây có một gốc N3, do đó người ta phải để 2N3, được chưa? Rồi mấy bạc đây, mấy Ag, 2Ag mà bên đây có một Ag thôi, để đây số 2, được chưa? Thành 2Ag. Rồi mấy clo đây, Cl2 là 2 clo, ở bên đây là 2 clo bằng luôn rồi, 2Ag bằng ở đây luôn rồi, như vậy là đã cân bằng xong. Như vậy mình chọn đáp án nào đây? 2AgCl câu A nhé. Chưa? Tiếp tục câu 11. Người ta hỏi tỷ lệ là HCl và nước nha mấy đứa. Cân bằng coi. Kim loại trước, canxi với canxi bằng. Phi kim nè, ở đây 2 clo. Mà bên đây có 1 clo thôi, do đó người ta đã để số 2 vô thành 2 clo bằng. Tới hydro nè, ở đây 2 hydro. Bên đây 2 hydro bằng. Bên đây có 1 oxy. Bên đây cũng có 1 oxy ngay chỗ này, như vậy là bằng. Như vậy đã cân bằng xong. Người ta hỏi phân tử HCl và phân tử nước. Như vậy chú ý ngay cái hệ số của HCl và hệ số của nước. Nước không có, mày thì mấy đứa phải hiểu đây là 1 nha. Như vậy tỷ lệ của nó là gì? 2:1. Chọn B. Rồi tiếp tục câu 12, mấy đứa quan sát đây đi. Như vậy thì mấy đứa thấy câu này như thế nào đây? Nếu mà mấy đứa lên lớp 9 học thì đây là một 3 giờ không tan. Thì 3 giờ không tan sẽ là tê độ. Đấy, phân hủy ha, tạo ra là oxit 3 giờ và nước. Và nước thì đơn giản thôi, Fe với oxy ra Fe2O3, rồi còn H thường H, không lẽ H nó đứng một mình thì nó phải là H2O, được chưa? Đơn giản thôi các bạn à. Ở đây hai sắt này đúng không, thì bên đây phải để số 2 để nó thành hai sắt. Rồi tới hydro nè, ở đây đây là 3 đúng không, 3 nhân H là 3H là 3 hydro, lấy 2 lần của cái 3 hydro đó là 6, 6 hydro. Mà ở đây có mấy hydro à? Có 2 à, phải thêm 3 nó mới là 6, 3 nhân 2 là 6. Rồi tới oxy nè, oxy là cân bằng sau cùng nha, 3O nè đúng không, 3O, 2 lần của cái 3O nữa là 2 nhân 3 là 6, 6 oxy. Ở đây là 3O rồi nè, ở đây 3O nữa nè, là 6O, bên đây 6O, bên đây 6O bằng. Như vậy cái chất ngay này là 3 lần nước ha, chọn A. Chưa? Tiếp tục câu 13. Công thức tính số mol điều kiện tiêu chuẩn. Mà điều kiện tiêu chuẩn là chỉ liên quan đến thể tích thôi mới được. Như vậy công thức tính số mol liên quan đến thể tích là gì? Ôn công thức chưa ta? Ôn công thức cho mấy đứa nha. Hay xíu ôn luôn, xíu ôn luôn đi. Xíu xuống đây ôn luôn. Xíu xuống từ công 16 trở đi là tự ôn luôn ha. Công thức số mol là sao vậy? V chia 22,4. Đây là điều kiện tiêu chuẩn nha mấy đứa. Nếu còn chia cho không khí thôi, nếu mà người ta nói chất khí thôi, người ta không là ở điều kiện thường là chia cho 24. Còn điều kiện tiêu chuẩn là phải chia cho 22,4 nha. Chọn D. À, đây công thức tính số mol nè, liên quan đến thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Kết luận là sao đúng nha? Hai chất khí khác nhau. Hai chất khí khác nhau, ví dụ là hydro với là
Khí hydro với lại khí clo đi, đó là hai chất khí khác nhau đó. Khí CO2 đó là cũng khác nhau đó. Có thể tích bằng nhau. Hai chất khí này khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Do đó điều kiện ở cùng điều kiện nhiệt độ, có cùng nhiệt độ và áp suất thì chúng cái gì? Hai chất khí khác nhau nhưng có thể tích bằng nhau nhớ đó. Như vậy mới đưa dùng công thức là gì? Số mol ở điều kiện tiêu chuẩn mà. Đo cùng nhiệt độ áp suất là điều kiện tiêu chuẩn đó. Là sẽ bằng V chia 22,4. Đúng không? Ừ. Thể V chia 22,4 không? Chia 22,4. Nhưng mà nó nói thể tích bằng nhau, có nghĩa là cái V này là nó bằng nhau. Khi mà cái thể tích bằng nhau thì dẫn đến cái số mol sao đây? Bằng nhau. À, có cùng số mol. Mà khi số mol bằng nhau thì số phân tử cũng phải bằng bằng nhau ha. Nếu mà số mol bằng nhau thì số phân tử cũng phải bằng nhau, mà nó ghi không bằng nhau như vậy câu này sai. Nhớ nè. Nếu hai chất khí khác nhau có cùng thể tích. Được chưa? Có cùng thể tích. Đo ở điều kiện nhiệt độ áp suất như nhau đấy thì cái gì thì chúng sẽ có cùng số mol và số phân tử cũng phải bằng nhau, được chưa? Nhưng trong trường hợp này nó ghi số phân tử không bằng nhau nên câu này bị sai, đáp án đúng chỉ có câu A thôi nha. Câu nào diễn tả đúng? Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào cái gì? Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí và áp suất của chất khí. Nhớ nha, thể tích mol của chất khí nó phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Rồi, bây giờ tôi sẽ ôn một số cái công thức về tính số mol, khối lượng cho mấy đứa. Ôn giáo thì mấy đứa mới làm được, không ôn sao mà biết làm, đúng không? Ừ. Bây giờ này, số mol. Số mol sẽ bằng là m nhỏ chia m lớn nếu đề cho khối lượng. M nhỏ gọi là khối lượng của cái chất đó ha. Khối lượng của cái chất mà người ta cho. M lớn này gọi là phân tử khối của nó, phân tử khối của cái chất đó. Được chưa? Tiếp tục công thức tính số mol bằng gì? Số mol bằng V chia 22,4 nếu đề cho thể tích. Đề cho thể tích thì mình đi dùng công thức này. Được chưa? Rồi. Đề cho thể tích thì mình đi dùng công thức tính số mol như thế này. Rồi, còn công thức tính số mol là nữa không ta? Để tôi nhớ ra. Số mol. Ừ. Số mol sẽ bằng số nguyên tử. Hay là số phân tử chia cho số Avogadro 6 nhân 10 mũ 23. Nếu đề cho số nguyên tử, số phân tử thì sẽ dùng công thức này tính số mol. Anh này là điều kiện tiêu chuẩn nha mấy đứa. Thì dùng công thức này chia 22,4. Rồi gì nữa ta? Tính khối lượng đi. Khối lượng thì lấy số mol nhân m lớn nè, khối lượng này. Tìm m á, chia dục lên hình nhân, lấy số mol nhân m lớn. Rồi như đây được rồi. Giờ mình áp dụng mình làm tới đâu nữa tới đó chứ tôi cũng đâu có nhớ hết đâu. Làm tới đâu thì tôi nhắc công thức tới đó cho mình được. Chứ ở trường mấy đứa cũng học rồi mà, đúng không? Rồi. Bây giờ tìm người ta nói một mol nguyên tử natri, nghĩa là người ta cho số mol của natri là một mol. Số nguyên tử là bao nhiêu? Người ta cho là một mol nguyên tử natri có nghĩa là số mol cái hiệu lệnh là số mol của natri là một mol. Được chưa? Này chỉ L như thế này.
số nguyên tử natri, người ta tìm số nguyên tử natri. Thì giờ này mới đứa nào. Như vậy công thức là gì? Số nguyên tử, số mol sẽ bằng số nguyên tử trên 6 nhân 10 mũ 23, đúng không? Chia dục lên thành nhân. Như vậy số nguyên tử, số nguyên tử hay là số phân tử bằng gì? Bằng số mol nhân 6 nhân 10 mũ 23. 6 nhân 10 mũ 23 nhân cho số mol. Được chưa? 6 nhân 10 mũ 23 nhân số mol. Thì ở đây mình đã có số mol rồi, mình muốn tìm số nguyên tử, số phân tử. Nè, nếu tìm số mol thì lấy số nguyên tử này, số nguyên tử của natri chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Được chưa? Còn bây giờ tìm số nguyên tử thì lấy số mol nhân 6, lấy số mol này nhân 6 nhân 10 mũ 23. Như vậy số nguyên tử, số nguyên tử sẽ bằng số mol là 1 nhân số Avogadro là 6 nhân 10 mũ 23. Thì kết quả vẫn y vậy là 6 nhân 10 mũ 23. Chọn B. Người ta cho, người ta cứ tìm khối lượng. Thì công thức của khối lượng hồi nãy tôi đã nói rồi. Khối lượng thì lấy số mol nhân m lớn. Như vậy khối lượng của nước, người ta đã cho số mol của nước rồi. Bây giờ tìm khối lượng của nước. Khối lượng sẽ lấy số mol nhân m lớn. Số mol của nước là bao nhiêu? Là 0,2. Nhân m lớn của nước tính như thế nào đây? Hydro là 1 nhân 2 cộng oxy là 16. Được chưa? Như vậy là 1 nhân 2 cộng 16 ha. 1 hydro là 1 nhân 2 là 2, 2 oxy là 16, 2 cộng 16 là 18. Như vậy là 0,2 nhân 18 là 3,6. Đơn vị là gam. Câu đề. Dạ. Tiếp câu 18. Người ta cho thể tích, lít là thể tích. Thể tích của phân tử này. Kêu tìm khối lượng. Muốn tìm được khối lượng thì cần phải có số mol, đúng không? Tại vì khối lượng bằng số mol nhân m lớn. Muốn tìm được khối lượng của CO2 thì cần phải có số mol của CO2. Như vậy ta đi tìm số mol CO2 trước. Số mol sẽ lấy V, điều kiện tiêu chuẩn sẽ lấy V chia 22,4. Thuộc công thức mới làm được nha mấy đứa. V đề cho là 2,24. Rồi 2,24 chia 22,4 ra như này. Hình như 0,1 thì phải. Đó, 0,1. Như vậy kết quả này là 0,1 mol. Rồi. Như vậy mình đã có được số mol của CO2 rồi, mình đi tìm khối lượng CO2. Khối lượng CO2 sẽ bằng gì? Bằng số mol của CO2 nhân m lớn của CO2. Mà số mol CO2 mình vừa tìm được rồi là bao nhiêu á? Là 0,1, đúng không? Ở đây mình tính hai ý nha mọi người. Ý thứ nhất là tìm số mol, ý thứ hai là tìm khối lượng. Không có số mol là không tìm được khối lượng nha. Như vậy thì bằng gì này? Số mol CO2 là 0,1. Nhân m lớn CO2 tính như thế nào? Carbon là 12 cộng oxy là 16, mà hai lần thì nhân 2. Carbon là 12 cộng oxy là 16 nhân 2 bằng 44 nha. Như vậy 0,1 nhân 44 thì nó ra là 4,4. 4,4. Đơn vị là gam nha mấy đứa, khối lượng mà. Như vậy chọn được đáp án chưa? Câu A. Chỉ giải như thế này thôi, không còn đường nào khác đâu nha.
Rồi câu 19. Người ta thể tích của này, thể tích của cái khí này là 9. Người ta cho 9,2 gam cái khí NO2 cho khối lượng của khí. Người ta kêu tìm thể tích. Người ta cho khối lượng kêu tìm thể tích. Như vậy mình đứng nhớ công thức này. Bây giờ mình đã có khối lượng của khí rồi. Khí này điều kiện tiêu chuẩn nha mình. Mình đứng nhớ nè. Số mol sẽ bằng V chia 22,4. Đúng chưa? Rồi. V. Cái này là điều kiện tiêu chuẩn. V bằng gì? Tính thể tích. V sẽ bằng gì? V sẽ bằng chia dục lân nhân số mol nhân 22,4. Như vậy cái muốn tìm được cái thể tích đó, thì cần phải có số mol. Được không? Mà muốn tìm số mol thì đề cho khối lượng rồi. Mình sẽ tính số mol theo khối lượng. Số mol của NO2. Số mol sẽ lấy m nhỏ chia m lớn. M nhỏ là 9,2. Chia m lớn. M lớn là nguyên tử khói của này. Nitơ 14 cộng oxy là 16 nhân 2 mà có hai lần rồi đúng không? Ra 46. Rồi 9,2 chia 46. 0,2. 0,2 mol. Rồi, như vậy là có số mol rồi mình đi tìm thể tích. Thể tích NO2. Thể tích sẽ bằng số mol nhân 22,4 mà số mol của nó là 0,2 bằng, như vậy mình lấy 0,2 nhân 22,4 4,48 lít. Vậy đây kết quả mình cần làm ha. Đây là cái bài giải của câu 19 nha. 4,48 chọn A. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ giải cái câu 20. Bây giờ người ta cho gì? 3,36 lít, đây là thể tích. Mình có thể tích của CO2, tìm số mol CO2 đây. Rồi. Muốn tìm khối lượng thì cần phải có số mol, tại vì khối lượng bằng số mol nhân m lớn mà, đúng không? Rồi số mol sẽ bằng V chia 22,4. Thể tích của nó là bao nhiêu nè? 3,36 chia 22,4 0,15. Ở trường thì mấy đứa khỏi ghi công thức cũng được, thế vô ra, nhưng mà tôi ghi để mấy đứa thuộc lòng. Và tôi nghĩ mấy đứa cũng nên ghi. Để chi? Để mỗi lần một lần mình ghi là một lần mình học công thức. Rồi, có số mol CO2, đi tìm số mol của SO2 đi. Thì sẽ bằng V chia 22,4 luôn, tại vì anh này cũng điều kiện tiêu chuẩn mà. Mà V của nó là 6,72. Được chưa? Không phải 3 nha. Rồi. Bây giờ tính khối lượng của cái hỗn hợp này. Như vậy mình sẽ đi tính khối lượng của CO2, rồi tính khối lượng của SO2 và lấy hai khối lượng này ra đây cộng lại thì sẽ ra được khối lượng hỗn hợp của cái khí này. Được chưa? Như vậy đi tìm khối lượng của CO2. Khối lượng thì lấy số mol nhân m lớn. Số mol của CO2 là 0,15 nhân m lớn của CO2. Carbon là 12, oxy là 16 nhân 2 ha. Như vậy 12 cộng 16 nhân 2 là 44. Được chưa? Rồi 0,15. 6,6, ok chưa? Rồi, tiếp tìm khối lượng của SO2. Số mol nhân m lớn. Số mol của nó là 0,3 nhân m lớn, lưu quên là 32 cộng oxy là 16 nhân 2 nha.
Rồi sau từ. Như vậy lấy 0,3 nhân sau từ. 19,2. Rồi người ta kêu là tính gì? Tính khối lượng. Có nghĩa là hỗn hợp khí này, hỗn hợp gồm hai khí này ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng là bao nhiêu? Có nghĩa là hỏi khối lượng tổng của hai này. Như vậy sigma thôi ghi là tổng khối lượng của hai khí CO2 và SO2 là thì mấy đứa lấy hai này cộng lại 6,6 cộng 19,2 bằng. Rồi, 25,8 nha. Rồi, như vậy xong. Đây là cách giải tự luận của bài này nha. Rồi. C. Nghĩa là bây giờ mấy đứa có thể tích đi tìm số mol của khí này. Có số mol thì đi tìm khối lượng của khí này. Rồi, có thể tích đi tìm số mol của SO2. Có số mol SO2 đi tìm khối lượng SO2. Lấy hai khối lượng này cộng lại thì sẽ ra được khối lượng tổng của hai cái khí này. Rồi, bây giờ khí sulfur là SO2 nặng hay nhẹ hơn khí hydro bao nhiêu lần? Sao, mấy đứa suy nghĩ con này kìa. Rồi, như vậy thì mấy đứa nghĩ như thế nào đây? Khí sulfur, mấy đứa muốn biết nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần thì mấy đứa sẽ đi xét tỷ khối của nó ha. D của SO2 D của SO2 trên H2 tỷ khối của này sẽ bằng M lớn của SO2 trên M lớn của H2. Rồi đi lấy nguyên tỷ khối của này đi so sánh. Nếu mà cái tỷ số này lớn hơn 1 thì SO2 á, nó nặng hơn hydro. Còn nếu cái tỷ số này mà nó nhỏ hơn 1 thì SO2 nó nhẹ hơn hydro. Rồi mấy đứa bấm nguyên tử khối của nó nha. Lưu là 32 cộng oxy là 16 nhân 2 nè. 64. Hydro là 1 mà 2 lần là 1 nhân 2 rồi bằng 2, được chưa? 64 chia 2 bằng nhiêu nè? 32. 32 này thì nó lớn hơn 1 rồi đúng không? Nghĩa là cái tỷ khối này thì lớn hơn 1 thì mình sẽ hiểu rằng khí SO2 nặng hơn khí hydro 32 lần ha. Khí SO2 nặng hơn khí hydro 32 lần. 32 thì nó lớn hơn 1 rồi. Mà nếu nó lớn hơn 1 nghĩa là SO2 nặng hơn hydro. Còn nếu mà nó nhỏ hơn 1, kết quả mà nó nhỏ hơn 1 là SO2 nhẹ hơn hydro. Thì trong trường hợp này kết quả là 32, nghĩa là khí SO2 nặng hơn khí hydro 32 lần. Nặng hơn và nặng hơn 32 lần. Được chưa? SO2 nặng hơn hydro 32 lần thì ngược lại hydro phải nhẹ hơn SO2 32 lần nha. Rồi bây giờ câu 22. Câu này tính nhiều nha. Tính tỷ khối nhiều lắm á. Có thể thu được khí nào vào bình? Cách đặt ngược bình. Đặt cái bình ngược là úp xuống nha. Đây là cái bình nè, đặt ngược là úp xuống đất vậy nè. Đó. Đây. Đây cái bình nè. Các cái khí nằm trong đây nè. Đặt úp xuống đất. Thì thu được khí nào? Thì cái khí nào nó bay lên, nó nhẹ hơn thì mình thu được khí đó hả? Hiểu không? Đặt ngược bình. Rồi nếu quan sát đi tìm tỷ khối đó. Tỷ khối thôi. Anh nào nhẹ thì mấy đứa thua đó thôi. Nhớ nha mấy đứa. Nếu mà mình đặt ngược bình đó
đặt ngược bình á thì mình sẽ thu được những cái khí nào mà nhẹ hơn không khí. Đặt ngược bình nha, là thu được những cái khí nhẹ hơn không khí. Còn đặt đứng bình á thì mình sẽ thu được những cái khí nào mà nặng hơn không khí. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm tỷ khối của cái khí đó, được chưa? So với không khí thì... Như vậy bây giờ mình sẽ đi tìm tỷ khối của 1, 2, 3, 4 cái này so với không khí. D của clo so với không khí. Không khí là 29 nhau đó, sẽ bằng M của clo chia M của không khí. Như vậy M lớn của clo là 35,5 x 2 là 71. Được chưa? Rồi không khí là 29 nha mấy đứa. Rồi mấy đứa lấy 2 71 chia 29 là ra bao nhiêu nè? Rồi nó gần bằng 2,45 ha. 82 làm tròn đi, 2,45 gần bằng nha. Và anh này thì lớn hơn 1, thì ám chỉ là clo nặng hơn không khí. Clo nặng hơn ở đây tôi viết tắt xíu, viết vậy cho mấy đứa hiểu thôi, chứ mấy đứa ghi vậy thì mấy đứa kết luận là vậy khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần ha. Rồi tiếp tục hydro so với không khí luôn, tỷ khối sẽ bằng m của hydro so với m của không khí. H hydro là 1 mà 2 lần rồi, 2. Không khí là 29. Như vậy lấy 2 chia 29 nó ra là gần bằng 0,07. Chúng ta. Rồi 0, nè, 0,0689 nè, làm tròn 0,07. Thì anh 0,07 thì bé 1, nghĩa là hydro nhẹ hơn không? Không khí. Rồi. SO2 tiếp tục. SO2 so với không khí. Thì M của SO2, M của không khí. Nhớ dấu sẹt là sẹt xéo qua nhà nhau mới đó, đừng có nó viết ẩu đó. Rồi. SO2 là bao nhiêu nhỉ? 44 nè. Không khí là 29. Rồi 44 chia 29 là nhiêu đây? À, nó gần bằng nha, gần bằng 1,52. Và 1,52 thì lớn hơn 1, thì ám chỉ là SO2 nặng hơn không? Không khí. Tiếp tục nè, còn khí nữa, oxy. Rồi, oxy là bao nhiêu nhỉ? Là 32. Oxy là 16 mà 2 lần là 32 chia 29. Nó gần bằng chứ. Các bạn mình bấm đây ha, 32. 1,34 thì cũng đâu có làm tròn đâu. Vậy là 1,1 ha, 1,1. Thì nó lớn hơn 1 rồi. Như vậy anh này cũng nặng hơn không khí. Như vậy người ta nói là gì? Đặt ngược bình. Đặt ngược bình thì những anh nào nhẹ hơn không khí thì mình sẽ thu được. Được chưa? Còn đặt cái bình đứng lên thì những anh nào nặng hơn không khí thì mình sẽ thu được anh đó. Như vậy mình thấy rõ ràng trong các khí này thì mình thấy anh này nặng lớn hơn 1, anh này nặng nè, nặng hơn không khí nè, anh này nặng hơn không khí nè, anh này nặng hơn không khí. Chỉ có anh hydro thôi là nhẹ hơn không khí. Như vậy khi đặt ngược bình thì mình sẽ thu được anh hydro. Được chưa? Còn khi đặt đứng bình thì mình sẽ thu được anh clo, SO2, oxy. Đấy. Nhớ nha. Đặt ngược bình thì anh nào nhẹ hơn không khí thì mình sẽ thu được. Còn đặt đứng bình thì anh nào nặng hơn không khí thì mình sẽ thu được anh đó. Rồi câu 23. Đây cũng mời một câu khó nha. Tiếp tục câu 23 nè.
Bây giờ mình sẽ xử lý bài này nha. Một hợp chất oxit sắt có thành phần là 7 phần khối lượng sắt kết hợp 3 phần khối lượng oxy. Em đã cho biết công thức hóa học của oxit sắt trên. Là mình đi tìm công thức hóa học, bây giờ mình sẽ giải quyết như thế nào đây? Như vậy mình sẽ gọi cái công thức oxit sắt là gì em đó. Gọi nha. Rồi công thức oxit sắt. Rồi. Công thức hóa học ha. Của oxit sắt là đây gì đây mấy đứa là Fe ít OE được chưa? Tại vì mình không biết quá trị của nó là gì. Anh này là oxit sắt mà không biết anh này quá trị là mấy. Bây giờ nhiệm vụ mình đi tìm ít với y nha mấy đứa. Theo đề bài ta có gì? Người ta nói 7 phần khối lượng của sắt kết hợp 3 phần khối lượng của oxy. Có nghĩa là khối lượng của sắt. Đấy. Chia khối lượng phần mà 7 phần mà đúng không? Khối lượng của oxy bằng 7 phần 3. Được chưa? Bây giờ nghĩa là khối lượng của sắt là 7 gram, khối lượng oxy là 3 gram. Được chưa? Có nghĩa là mình xem như khối lượng của sắt là 7 gram, khối lượng của oxy là 3 gram. Bây giờ mình đi tìm số mol. Của O bằng 3 gram. Được chưa? Đi tìm số mol của sắt. Số mol thì lấy m nhỏ chia m lớn. M nhỏ của sắt là 7 nè. Nè, 7. Sắt là m lớn là 56. 7 chia 56 ra 0,125 mol. Ra có số mol của sắt, đi tìm số mol của oxy. Oxy chữ O thôi mới được. Như vậy mình sẽ lấy mấy chia mấy. Lấy khối lượng của oxy chia cho m lớn của nó. Oxy là 3 nè. M lớn của nó là 16. 3 chia 16 là 0,1875 mol. Được chưa? Bây giờ mình sẽ suy ra tỷ số mol của nó. Tỷ số mol của sắt chia tỷ số mol của oxy thì tương đương với lại sắt là ít, oxy là y, đúng không? Sắt là ít, oxy là y. Bằng sắt là 0,125. 0,1875. Rồi mấy đứa bấm máy thôi. Bây giờ bằng 2 phần 3 đúng không? 2 phần 3 nghĩa là 2 chia 3. Như vậy x tương ứng lại là số 2, y tương ứng lại là số 3. Vậy suy ra đi ha. Hoặc là vậy công thức hóa học của oxit sắt là Fe, x là 2 đúng không? X là 2 nè. O là 3, y là 3. À, x y là 2, 3 đúng không? X là 2, y là 3, như vậy là xong. Đấy. Như vậy mình sẽ chọn được cái đáp án nào đây? Đây, đây là đáp án này. Câu 23. Thấy chưa? Như vậy chọn đáp án nào đây? Fe2O3 là câu B. Ok. Câu 24. Nếu 0,1 mol nhôm tham gia phản ứng thì bao nhiêu mol đồng sinh ra? Bây giờ mình sẽ viết cái phương trình lại cho mấy đứa con nha.
AL sẽ ghép với CL ra ALCL. ALCL. Như vậy là tôi đã viết cái phương trình này lại rồi đúng không? Bây giờ người ta cho 0,1 mol nhôm. Như vậy ngay nhôm mình để 0,1 mol. Người ta hỏi bao nhiêu mol đồng? Là ngay chỗ này là bao nhiêu mol? Mình sẽ thực hiện quy tắc tăng sức nhân chéo chia ngang. Không, tìm đây nha, tìm ngay vị trí này đúng không? Lấy 0,1 nhân 3 chia 2. Nè, 0,1 nhân chéo là nhân 3 chia cái hệ số ngay nó nè, chia cho 2. 0,1 nhân 3 chia 2 thì sẽ ra được cái chỗ này ha. 0,1 nhân 3 là 0,3, 0,3 chia 2 ra 0,15. Được chưa? Ví dụ muốn tính số mol ở vị trí này, anh này bao nhiêu mol thì mình làm sao? Thì lấy 0,1 nhân cái hệ số này, 0,1 nhân 2 chia 2 cũng 0,1. Ví dụ muốn tính hệ số này, tính số mol của COCl2 thì lấy 0,1 nhân 3 chia 2. 0,1 nhân 3 là 0,3, 0,3 chia 2 ra 0,15. Đấy, nhưng mà người ta hỏi số mol của CO. Như vậy số mol của CO là 0,15. Câu C. Tiếp tục câu 25. Cho phương trình. Bây giờ mình viết phương trình ra. Cho 0,2 mol khí hydro, nghĩa là người ta đã cho số mol của hydro lắp vào. Mình để đơn vị của cái hàng này là mol hết đi ha, khỏi để từng ăn, nó cực. Rồi, mol. Sinh ra cần bao nhiêu mol natri, nghĩa là người ta cứ tìm số mol của natri. Anh này, bao nhiêu mol. Rồi, quy tắc tăng sức, nhân chéo, chia ngang. Cái hệ số ở đây mới được phải hiểu là 1 nhân cái đó. Như vậy, tìm đây nè. 0,2 nhân chéo nhân 2 là 0,4, 0,4 chia mấy? Chia cái hệ số của nó là 1. Như vậy cũng ra 0,4. Được chưa? Muốn tìm ở đây thì 0,2 nè. Nhân, lấy anh này làm chủ nha mấy đứa, phát số mol cho từng nhà nha. Anh này làm chủ phát số mol cho từng nhà. 0,2 nhân 2 nhân cái hệ số chia 1 ra 0,2. Tương tự như vậy anh này cũng là 0,2. Được chưa? Như vậy người ta hỏi số mol của ai, bao nhiêu số mol natri, người ta kêu tìm số mol natri. Như vậy số mol natri là 0,4. Câu C. Như vậy là xong phần trắc nghiệm rồi đó. Còn phần tự luận thì lớp sau tôi sẽ giải ha. Bây giờ mình đưa coi cái đây, cái phần tự luận đi nha. Okay.